Kính thưa quý vị, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5, một người đàn ông đi xe máy đến quán Hot Top TV, đường Nguyễn Hoàng, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Trong lúc nằm chờ nhân viên phục vụ, người này bất ngờ ngã xuống đất bất tỉnh. Khi nhân viên quán phát hiện, người đàn ông đã ngừng thở nên báo cho cơ quan chức năng. Công an huyện Duy Xuyên khám nghiệm hiện trường, lập biên bản sự việc và xác minh thông tin lai lịch nạn nhân. Ban đầu, công an xác định người chết tên NPT, 60 tuổi. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.